Cháu xin lỗi chủ tịch. Rồi ạ, đã bảo đừng gọi điện nữa. May mà cháu không để chuông, chứ không thì lộ hết. Mày hẹn ông trẻ đi nhậu lúc 5 giờ chiều. Bây giờ là 6 giờ rồi, vẫn chẳng thấy mặt mày đâu cả. Tao tráng miệng hết tràn nó nửa chai rồi đấy. Ông buồn cười thật ý. Cháu có vườn không nhà trống như ông đâu. Địch ấy, nó bao vây vòng trong vòng ngoài, thoát ra khó lắm. Thế bây giờ mày tính sao? Sao trước mặt thằng Minh mày mạnh mẽ thế mà giờ đột phá vòng quay mà ra đi chứ. Bao nhiêu lâu mới có một lần tụ tập anh em nhậu nhẹt. Mày làm tao mất cả hứng. Ôi giời, ông điên à. Ông xui cháu phá vòng vây có mà con béo nhà cháu nó dìm cháu trong bể máu á. Thằng Minh ấy, nó là hàng xóm mới của cháu. Chứ ông phải giữ thể diện cho cháu một tí chứ lị. Với lại ấy, con Tú Vịt nhà cháu ấy, nó là phải chơi đòn tâm lý. Khổ quá, thì vừa rồi ấy, cháu đã tình nguyện rửa bát cho nó xem phim Hàn Quốc rồi. Thuốc ngấm rồi. Chắc là sớm muộn gì cũng cho cháu đi thôi nhá. Được rồi. Hả? Ừ, khổ lắm đã bảo đừng gọi nữa nhá. Ông tắt máy đi. Làm sao đây? Thường thế chứ lại khổ thế chứ lại. Nếu để cho Pung đi mình tìm chi nữa thì Tê Trung nhà mình Tú sẽ đây. Tú tiếc cái gì? Không nhìn thấy người ta đang xem phim Hàn Quốc à? Cứ làm phiền. Làm sao đây? Mình thì thôi, không làm phiền nữa. Tôi đi chỗ khác. Sợ hết cả hồn. Tê Trung à, cái gì? Đi đâu? Sao bà nhanh thế? Không phải ngạc nhiên, không phải sốc nhá. Suốt ngày ông đi chơi thôi, cho nên là cái khả năng lăng ba vi bộ của tôi nó lên là đúng rồi, không phải thắc mắc. Bồ lão ăn cặn. Tôi đi đâu mà bảo tôi đi suốt ngày. Chỉ có một hôm nay ấy, đã chót là đi ăn tất niên với ông trẻ toán rồi. Thôi, cho tôi đi một tiếng thôi, tôi về nhá. Một tiếng cái gì? Một tiếng của ông là 300 phút. Phải không? Trời ơi, lúc nào cũng lý do lý chấu. Ngày hôm nay thì đi ăn tất niên, xong ngày mai đi ăn tân niên, ngày kia đi ăn trung niên, xong ngày kia lại đi ăn tất niên. Nào, còn cái lý do nào ông không biện được không? Hả? À, cái nhà này là cái nhà trọ để cho ông ngủ đấy à? Tôi ở nhà tôi làm cái gì? Nhà đầy việc nhá. Ôi, thế đầy việc tại sao bà không làm, bà lại sai tôi? Cái gì? Ông lại so sánh với tôi á? Xin lỗi ông nhá. Tôi trăm công nghìn việc nhá, tôi khổ sở, tôi khốn khổ vì cái gia đình nhà này, ông có biết không? Hả? Vâng. Khổ nhỉ? Quá khổ! ATPREH. Alo, mày đang ở đâu đấy? Em đã bảo là em đi khám mắt, đến muộn rồi còn gì. Nhà thằng Sửu đang có biến, mày đừng qua thẳng đây nữa, sang nhà nó cứng nét luôn. Không được đâu, em sợ bà Tú Vịt lắm. Bà ấy chưa cần động tay động chân, chỉ cần cái mồm xoen xoét thôi là em đã đủ hoa mày chóng mặt rồi anh ạ. Trời ơi, hoa mắt thì mua cặp kính xịn mà đeo. Cô ơi, bây giờ cháu phải đi có việc gấp. Cô cứ làm kính cho cháu đi nhá. Chiều cháu quay lại lấy sau ạ. Mắt cậu tăng số đấy. Về chú ý dưỡng mắt nhá. Dạ vâng ạ. Cháu đi đây ạ. Đây. Ông à. Ông dơ kéo cho tôi làm cái gì? Tôi còn muốn tóc ấy. Bà cắt luôn đi cho tôi nhá. Mà không cắt được cái gì bà cạo. Nhá, cạo đi cho tôi nhá. Chứ tôi là cái thằng đàn ông ấy mà là không cho đi uống rượu.
triệu này, không cho đi tụ tập bạn bè, không cho đi thể dục thể thao, và toàn bắt làm việc nhà, nữ công gia chánh. Như thế thà tôi làm thầy tu một đơn nhá, và cạo luôn đi cho tôi để tôi vào chùa nữa hả? Ông không phải thách nhá. Ôi anh chị ơi, tại sao lại làm như thế hả? Phụ nữ là một nhành hoa, mình không được đánh, anh hiểu không? Anh bị cắt hoa đấy à? Buông nhá. Buông gì buông, chị yên tâm. Chị nói sao không? Em ở đây rồi nhá, không có vấn đề gì đâu. Đừng có làm cản nữa anh ơi. Ai rồi ôi. Lần sau ấy mày khóa tay anh thì mày khóa nó nhẹ nhàng thôi. Mày cứ làm như anh là quân thù không bằng ấy. Mà này nhá, hôm nay mà không có mày nhá, anh đảm bảo ấy, anh cho con mụ béo nhà anh ấy một phen ấy vỡ mẹ luôn. Anh buồn cười thật đấy. Đàn ông đàn an, ai đánh phụ nữ? Không, anh có bao giờ đánh vợ đâu. Thế nhưng mà ấy, mình là đàn ông ấy thì mình phải cứng, đúng không? Mình chỉ cần mềm thôi một cái ấy, anh đảm bảo ấy, nó coi thường mình ngay. Chém vừa thôi. Không bảo ai chém đấy. Tao nói con mụ phù hồn bắn trứng vì lộn mà. Chém vừa thôi. Chém đắt quá là có ngày sập nhà. Thế nhưng mà ông trẻ chán quá kìa. Đấy, giờ đi đâu nó cũng không cho đi, mà chỉ ngồi xem nó khóc lóc mấy cái phim Hàn Quốc. Cháu ở nhà phát rồ người chứ. Không có gì giải trí chả rồ người. Ở nhà vẫn có thể giải trí được mà các anh. Ôi giời ơi, thôi anh lạy mày nhá. Bây giờ lôi bạn bè về nhà mà ăn nhậu bắt chúng nó phải dọn nữa, có mà nó phát hỏa lên ý. Không, em không nói chuyện ăn nhậu. Không nói chuyện ăn nhậu thì nói cái gì? Kéo nhau về nhà chắc là để cắm hôi. Đây, em giới thiệu cho các anh trò này vui lắm. Đảm bảo là không cần bước nửa bước ra ngoài, mà vẫn tụ tập, vẫn du lịch, mà đôi khi là còn thêm vợ, rồi là sinh thêm cả con cũng được ấy chứ. Tao mãi mới giải tán được cái vụ đấy, mày bây giờ bảo tao lấy vợ. Không có nha. Anh cũng không muốn cả làng phải đến giải cứu giống như ông trẻ đây đâu à. Mà dính vào gái mú, ôi giời ơi, mất công mất sức rước đèn ấy mệt lắm. Đây, hai anh vào đây. À, nhìn em nhá. Anh hết nhỉ? Anh thử đi. Úi giời ơi, oanh liệt nha. Anh phải đao cái trò này mới được. Rồi. Úi giời, ông có bỏ ngay cái điện thoại xuống không? Đang hay bỏ cái gì mà bỏ. Cả ngày ông dán mắt vào cái điện thoại, chẳng chịu chạy một cuốc xe nào cả. Thế thì lấy đâu có tiền để tôi đi chợ hả? Tôi đầy tiền, nhưng đang có quả lớn đấy này. Quả đào? Tôi mà phá xong cái kho này á, đầy tiền. Ôi trời ơi, suốt ngày game thôi. Tiền như thế này ấy, thì mua làm sao được rau, mua làm sao được thịt hả? Rồi sống làm sao? Ông có định ăn cơm không? Hả, tôi cắt cơm ông nhá. Bà đói bà đi mà ăn, tôi không đói. Mạo nữ nhân xuất hiện đây rồi. Thảo nào mà cứ dán mắt vào cái điện thoại. Mạo nữ nhân là con nào? Là con nào? Ôi trời, con nào? Con ông trẻ toán như mình chứ còn con nào? Cái gì? Ông Toán á? Ông nghĩ tôi là ai mà định lòe bịp hả? Ông Toán đâu là đàn ông nhá, còn đây là nữ nhân như là mỹ nhân nhá. Nhá. Bồ láo ăn cặp. Bà chả hiểu cái gì cả. Game này ấy là game nhập vai nhá. Mình muốn đóng vai nào mà chả được. Cớ gì phải đàn ông hay đàn bà. Thế bà không thấy cái ông Toán như mình ấy, từ ngày bị vợ đánh thập tử nhất sinh ấy, chả suốt ngày đội mũ là cái gì? Nữ nhân đội mũ đấy. Cái gì mà đã không biết thì chú bà ngủ đi cho tôi nhờ. Bà ngủ đi tôi còn chơi. Cứ làm phiền. Úi giời ơi, ông ngu thế sao lại vào đấy? Thôi,
Ây giời ơi. Mày đi vào đây. Đây, mày nhìn xem. Mày chỉ cho ông Sửu để chị chơi cái trò gì. Nó suốt ngày cứ dán mắt vào điện thoại, không dừng một phút nào cả. Chị nói cho mày biết nhá, là chị điên lắm rồi đấy. Mày liệu mà bảo anh ý, mày mà không bảo được á, tao xử hai anh em chúng mày ấy. Chị cứ bình tĩnh, chị đừng xử em vội. Em giới thiệu game là để anh ấy thỉnh thoảng giải trí thôi, chứ có làm gì đâu. Thôi được rồi, để em vào khuyên anh ấy nhá. Ui giời. Cái gì thế? Đây là ai? Tôi là đâu? Anh ơi, anh chơi để chết à? Em giới thiệu game cho anh là để khi nào buồn anh mới lôi ra giải trí thôi. Anh cứ cắm mặt suốt ngày thế này thì em chết với bà Tú Vịt đấy. Em chết mà sự yêu lần đầu đấy. Máy chặt tự để anh đang chơi à? Ông có bỏ cái máy xuống không? Có nhấc cái bông dậy không à? Bà làm sao thế hả? Bà chả bảo là tôi chỉ cần ở nhà là được còn gì hả? Thế bây giờ tôi chơi game có ảnh hưởng gì đến ai đâu hả? Này nhá, không say xỉn này, đúng không? Không tụ tập này, đúng ý bà rồi còn gì. Thế bây giờ bà muốn gì? Bà trật tự cho tôi chơi. Bồ lao ăn cặp gì mà còn thằng này nữa. Mày ngồi đây làm cái gì? Đi về đi. Đi về online rồi bán đồ cho anh khẩn trương nhá. Anh cần một số đồ mới để anh phá qua cái bà này. Khẩn trương đấy. Đi đi. Ôi giời ơi, sáng tin này. Ôi giời ơi, ông trẻ đây rồi. Vụ này tôi vô can của Tú nhá. Con đã nói gì ông trẻ đâu. Thế sao cô gọi tôi sang đây làm gì? Sao cô không bảo thằng Minh nó giải quyết cho? Thôi về đây. Ôi giời ơi ông trẻ. Làm sao mà ông trẻ cứ tránh con như là tránh tà thế? Con ý là chỉ muốn nhờ ông trẻ một việc nho nhỏ thôi. Là ông trẻ làm ơn rủ cái lão xỉu nhà con đi nhậu hộ cái. Hả? Đi nhậu à? Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Cô nói lại thôi. Ôi giời, thôi thôi, nếu mà không nhậu thì đi đánh bài, đánh bạc, đi đá bóng, đi cầu lông, đi cái gì cũng được. Miễn làm sao ông trẻ rủ con đi để con đỡ phải nhìn mặt lão ấy. Chúng con điên lắm rồi ý ạ. Sao cô không xử sự như mọi khi? Cô hét ra lửa ai mà chả sợ. Nhưng mà đợt này ấy, không có cớ. Ở nhà chơi game đen mới đau chứ lý. Đây rồi. Tú Vịt, anh đi tìm em suốt thì. Trời ơi. Thế là coi như là chịu khó rồi cái điện thoại rồi gì. Tỉnh rồi phải không? Tỉnh. Lúc nào mà anh chả tỉnh. Anh không tỉnh mà anh biết hôm nay em lại đẹp rạng ngời thế này à? Úi giời ơi. Vợ tôi nó thùy mị, nó nét na, nó đẹp như kiều thế này à. Tú Vịt ơi, cho anh ít tiền để anh nạp thẻ, anh mua thêm bộ giáp mới, với lại anh mua thêm khẩu súng, anh bắn bùng chinh, bùng bùng bùng. Anh phá thêm cái kho nữa, anh đầy tiền nhé. Ôi rồi ôi, thương quá cơ, yêu quá cơ. Bây giờ đền đây, đền đây, đền đây. Ôi dồi ôi. Cái thằng trời. Mày tự nhiên mày hôn tao. Vợ mày đây sao mày không? Này, tao báo rồi biết nhá. Tao không phải là thầy Hải Bịp đâu mà mày định chim chuột nhá. Ôi dồi ôi, ông trẻ toán đấy à. Ôi dồi, sao mặt mũi cháu dạo này nó thế nào ấy nhỉ? Nó hơi bị mà. Trời ơi là trời ơi, có khổ không cái chứ gì. Đã nói rồi là chơi game nó có hại, để cứ cãi nhem nhẻm ra. Bây giờ thì lũ lẫn hết cả. Bây giờ trời ơi, tôi nhanh nhanh đi khám thần kinh cho nó kịp. Khổ quá, sao phải đi khám thần kinh? Anh chỉ nhầm lẫn tí tí thôi. Ông trẻ toán ơi, cứu cháu. Nào. Cứu. Mày đứng đây đi, mày lao vào đây là tao trúng một trường là gãy hết cả răng. Không nói nhiều nữa, đi khám thần kinh. Trời ơi, đi. Chị ơi chị, đừng đi khám thần kinh. Bệnh này em trị được, chị cứ giao anh cho em. Giao cái gì? Chị bằng cách nào mà chị? Khổ quá, đã bảo cứ để em giải quyết. Đi, anh Sửu. Đi, khổ đi quá. Theo em. Mắt mũi dạo này. Đi thôi anh. Anh ơi, bây giờ mình phải sắm kính để đeo thôi. Sắm ở đây à? Chứ còn gì nữa. Ở đây nhá, kính gì cũng có. Từ cận, viễn, mát. Nói chung là đủ cả. Anh ơi, bây giờ mắt anh rất là yếu rồi, cần phải được bảo vệ. Anh mua cặp kính cận, đeo nhìn cho rõ. Rồi mua thêm cặp kính mát, đeo để tránh bụi. Đi vào anh.
Chào em. Cảm ơn. Anh thấy chưa? Mắt anh bây giờ là kém lắm rồi đấy. Anh chờ một lát, có kết quả rồi người ta mang kính ra cho anh bây giờ nhá. Anh xem kính mát đi. Em chào anh ạ. Chào em. Anh ơi, hôm nay anh muốn lựa kính mát ạ? Em lấy một vài mẫu cho anh thử nhá. Cảm ơn em, anh thử xem nào. Em mời anh thử kính ạ. Cũng đẹp đấy anh ạ. Trông cứ như là tài tử Hồng Kông nghe anh ơi. Tài tử Hồng Kông à? Anh ơi, có gương soi nè. Anh có thích cái màu mắt đấy không ạ? Em lấy thêm một màu nữa cho anh lựa. Cái này có vẻ sang hơn nhỉ? Cùng một kiểu dáng, liệu nhưng mà một khác nhau ạ? Dạ. Úi dồi ôi, đeo cái kính này vào anh nhìn em đẹp hẳn đấy. Chuẩn không? Chuẩn đấy anh ạ. Cho em mượn kính này cho nào. Mời em thử kính. Ui. Cho nào. Đúng là một cặp anh ạ. Đẹp. Anh em phải mua ngay. Bao tiền kính này em? Anh ơi, cái này là 980 ngàn ạ. Hợp lý đấy chứ nhỉ? Hợp lý mà anh. Dạ, em chào anh ạ. Kính cận của anh đã xong rồi ạ. Đã xong rồi ạ? À? Nhanh thế nhỉ? Anh đeo thử em xem nào. Em ơi, hộ anh ạ. Anh ơi, có êm không? Úi dồi ôi, nét căng. Êm đềm hơn nhung. Có cái má lún đồng tiền này nhá. Này, cảm ơn chú. Chú bắt bệnh đúng cho anh nhá. Không có chú ấy, chắc con mụ vợ anh ấy nó đưa anh đi châu quỷ rồi. Chuyện, em là game thủ lão luyện, bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi cơ mà. Ông xỉu. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Yêu quá cơ. Hú hồn, tôi tưởng ông bị thần kinh rung rinh rồi chứ. Chưa nhá, từ bây giờ bỏ game nhá. Tôi sẽ cho ông đi chơi, cho thoải mái đầu óc không gì. Chị ơi, thật ra game nó cũng không có gì là xấu đâu. Miễn sao là chơi điều độ, cứ như em là được. Với lại, thỉnh thoảng chị phải cho anh xỉu ra ngoài giao lưu một tí. Đi đúng giờ, về đúng giấc, thế là được đúng không ạ? Mà lại toàn là anh em con cháu trong nhà cả. Mình có xa đoại đâu nhỉ? Được rồi, cháu sẽ rút kinh nghiệm. Trời ơi, gớm vợ tốt tính như thế. Anh đây là thể hiện luôn nhá. Xin giới thiệu với em nhá. Ở đây toàn kính xịn, kính đẹp thôi nhá. Vợ chọn một cái đi, đeo cho nó máu. Cả ông trẻ nữa, ông cũng chọn một cái đi nhá. Nhưng cái gì? Không cận, không viễn nhá. Đeo cái loại không độ nhá. Bây giờ xã hội trào lên toàn thế thôi nhá. Đeo cho nó sang chảnh cái gì? Chào đẹp nhá. Đẹp lắm, thấy không? Từ chú đi đâu đấy? Em á? Em chỉ... Chỉ trốn cố của anh chứ gì? Chú có biết là anh đi rình chú từ bao lâu nay rồi không? Đây, của em đây. Rồi, nhìn thấy cỗ mà rơi hết cả nước mắt. Với phương châm ấy là mời nhầm còn hơn bỏ sót. Sự có mặt của cái khách sẽ là nguồn thu nhập chính của gia đình chúng tôi. Thế nhá, anh về đây. Anh này. Hả? Sao? Bác có mời bác xỉu không? Mời đi, hôm nọ vừa gặp em nhắc là tại sao ông Toán ông không mời đấy. Ôi chết. Chú không nhắc anh mới nhớ. Vâng. Nhưng mà thôi, thằng xỉu ấy là nó là hạng con cháu. Vâng. Anh không mời nó cũng phải đến. Chuẩn quá, không đến là nhục. Đúng rồi. Nhưng mà thôi, bây giờ anh cũng phải lượn qua nhà nó nhắc nhở lại một câu để nó đừng quên. Anh đi đây. Tiên sư cái thằng nhặng này, mày chỉ được cái bố láo ăn cắp thì ông mới bảo thế bao giờ hả? Chỉ được cái móng ngôi hay hớt thì
Thì có làm sao? Đến ăn chung một mâm cho nó vui chứ còn gì nữa mà. Thôi em về trước nhá. Ông vả cho một cái rụng hết răng bây giờ chứ. Chết giờ. Mà phải rồi, mình phải về bảo ngay con thú vịt vợ mình trốn đi, chứ không phải đi ăn bữa cỗ nữa thì chết. Vợ nợ. Thú vịt, thú vịt. Cái gì đấy? Làm sao đấy? Thốn mong, thốn mong. Làm sao mà cứ như là trâu đuổi xỉu thế hả? Không, còn kinh hơn là bị trâu húc ấy. Lão Toán, lão sang mời vợ chồng mình đến nhà lão ăn dỗ. Hả? Lại dỗ? Trời ơi, một tháng 30 ngày thì 29 ngày dỗ với cả cỗ thế này thì sống nào được cái chứ này. Thôi, nhấp mau nhá. Không lão ấy túm được ấy thì không có tiền mà đong gạo đâu. Đi nhanh. Lão đến đấy. Cái dỗ lần này có vẻ thất thu đây. Sắp đến ngày dỗ rồi mà mới mời được có 1/10 danh sách. Không biết là bao giờ mới thu được 20 triệu. Mà hình như là ai người ta cũng biết là mình sắp sửa mời dỗ hay sao mà toàn trốn ấy. Ơi Xíu ơi. Ơi Xíu. Ui thôi. Không đẩy cửa vào gì. Nhỡ mà mất mát cái gì phiền lắm. Ôi mà sao cái xích lô nó còn ở đây? Sao vợ chồng đi đâu nhỉ? Cái đôi này là hay trốn cũ lắm. Mặc kệ lão ấy, mình cứ cố thủ trong này. Lão đứng ngoài nắng, mỏ chân, lão phải về. Đây, trốn được vụ này có khi trốn được chục cân gạo, đổ đùa. Điên! Chục cân là chục cân thế nào? Mình ấy, có dây dưa họ hàng với lão ấy, ít nhất phải mất 500.000. Thiếp mời. Tôi đến mà cô chú không có nhà. Vậy mời cô chú mai đến nhà tôi ăn dỗ bố nuôi tôi. Chỗ cô chú phải gọi là cụ nuôi. Mở ngoặc đơn. Khi đi nhớ mang theo kinh phí để tránh thất thu thiệt hại cho gia chủ. Đứa nào không đi thì sẽ là con chó đóng ngoặc. Ký tên Toán. Hey. Mình viết thế này thì có thất lễ quá không nhỉ? Ôi trời. Thất lễ không bằng thất thu. Ừ, mà cái đôi nhà này thì vợ chồng nhà này cũng làm con gừ béo bở chứ nè. cái nhà này khôn gớm. Biết từ chối thiếp mời cho chủ. Nhà anh Xíu có nuôi chó đâu mà đẩy ra thế nhỉ? Xíu ơi! Ôi Xíu! Đâu vậy? Hả? Con chó này khôn thật đấy. Nó cứ đẩy ra đi. Ôi trời ơi, mình đến mời cô chú sang ăn dỗ. Tiện thể lên trả nốt cái số tiền 2 triệu hôm nọ mình vay. Thế lại không có nhà, đút vào lại đẩy ra.
Ôi, nói lần này nếu mà đẩy ra nữa thì thôi, chẳng trả nữa vậy. Ê, quỹ đen quỹ đỏ gì? Không, làm gì có quỹ đen đâu. Thì tại sao ông trả cho 2 triệu? 2 triệu? 2 triệu nào nhỉ? Có khi lão nhầm ấy. Nhầm tôi với ai? Thế đâu? Ừ, thế thì lần này không đẩy ra nữa, vào luôn. Ê, cún ơi, cún ơi, cún khéo khéo rách tiền của tao bây giờ. Sủa đi, sủa như chó. Khéo rách tiền đấy. Mèo. Sủa cơ mà. Thôi 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 thế, mất 2 triệu rồi. Giờ thế được. Mình sẽ nói là lần trước tao đến nhà mày tao đưa 4 triệu. 4 láo ăn cắp nhỉ? Làm gì có đồng nào? Đâu mà 4 triệu? Làm gì có đồng nào trong này? 4 triệu đâu? Tôi kẹp 2 triệu trong này cơ mà. Đâu? Chắc là con chó nhà cô nó thả mất rồi. Bố láo ăn cắp thì làm gì có chó nào? Nhà nuôi chó đâu? Nhà có nuôi chó đâu? Thế không nuôi chó. Thế nãy con nào sủa đấy? Con này sủa đấy. Công nhận là chú sủa giống chó thật đi. Thế hai vợ chồng làm gì trong đấy mà tôi gọi mãi không ra đấy? Hả? Đâu có. Chẳng là bọn cháu biết là ông trẻ sang mời đám rỗ. Thế như là cháu với chồng cháu định chơi trò trốn tìm tí cho vui mà. Tìm. Đúng thế ông ạ. Thỉnh thoảng chơi cái trò ấy nhá. Cái tuổi thơ nó ập về dữ dội lắm không ạ? Rồi, để hưởng ứng cái phong trào dữ dội của cậu. Dạ. Tôi xin đây, tặng chú cái này. Đây. Đấy. Trưa mai mời cô chú sang ăn chỗ. À, đứa nào không đi đứa làm con chó. Rồi, ông trẻ về nhá. Thế là được thêm 5 triệu rồi. Cố gắng đi từ giờ đến tối sẽ đủ 20 triệu. Ừ. mà cái đống thiếp mời đám cưới cũ ấy, may mà mình giữ lại, phát huy tác dụng phết. Rồi cứ tình hình như thế này á, có khi phải bán đất mà đi đám rỗ ấy chứ lị. Anh xem có cái cách nào, cứ thế này thì chết. Bố kể chứ, cả tuần trốn ở trong nhà ăn cháo không, hôm nay được bữa cháo lòng mới tỉnh hết cả người. Em nói cho anh nghe nhá, buổi sáng em đi mua lòng á, em phải lé các kiểu mới được cái thằng nhặng đấy. Ôi, thằng đấy nó mà biết mình mua lòng là về ăn á, kiểu gì chả sáng ăn trực. Ê, chưa biết chừng nó sang nó còn mời cỗ nữa cơ. Ăn đi mà này, kẻ mấy khi nhỉ. Lông alo lông. Chú à, chú đang đâu đấy? Chú ơi, kiểm tra hộ cháu xem trong gia phả nhà mình ngày mai có ai mất không? Không có ai à? À, có cụ Tam Đại nhà mình sinh ngày mai là được rồi. Vâng, chú cứ làm tổ chức sinh nhật cụ cho cháu 10 mâm. Cái gì? Sao lại không có tiền? Chú cứ làm cho cháu quả này mà lãi nhá. Cháu sẽ tổ chức sinh nhật cho tất cả các cụ trong gia phả mình luôn. Vâng. Vâng. Bây giờ cháu chuẩn bị vào mở hai nhà xỉu đây. À. Thằng này nó thiêng thế nhỉ? Thế nhá. Có khi bật lửa hút thuốc nó cũng lên ý. Vừa nhắc cái đã xuất hiện rồi. Ép đồ à, mai mốt thằng này nó mà chết mình đốt xác nó cũng lên ý, chả phải bật lửa hút thuốc. Thế bây giờ phải làm thế nào? Bây giờ á, thôi bây giờ nó vào nhà mình rồi không kịp nữa rồi. Bây giờ anh cứ giả vờ anh nằm xuống anh ốm, mà ốm như kiểu sắp chết đấy nhớ. Xong rồi em sẽ ngồi em đút cháo cho anh. Thế xong rồi anh lại lè cháo ra, ngồi ở anh ốm càng thê thảm càng tốt nhá. Nào nhanh lên.
Này, nằm giả vờ như chết hả? Đúng rồi, hơi thả vào, nằm ngủ cho em. Ôi, anh Diều ơi, anh Diều ơi. Ôi, sao em lại khổ thế này, anh Diều ơi. Em không thể nào. Em mất. Khổ quá anh Diều ơi. Anh Diều làm sao đây hả chị? Hiểu sao hai hôm nay anh ấy không ăn được nữa. Cứ nằm trên đường ngủ thế này này. Tôi đút cháo vào miệng này phụt ra. Thế bị thế sao không đưa đi viện? Đấy, tôi cũng tính như thế. Nhưng mà chú xem, cái nghề của anh ấy ráo mồ hôi thì hết tiền, làm gì có đồng nào tích trữ đâu mà đi viện. Mà bác sĩ dặn là cấm có được mời cố. Nếu mà mời cố, anh ấy nghe thấy là anh ấy sốc thực cảnh chết luôn đấy. Mà khổ lắm chú Nhạc ơi. Nhà nhà anh ấy nhá, mấy đời bị ung thư rồi. Ông nội nhá, bên đằng chi trên để ông bác nhà anh ấy mới ung thư tóc giai đoạn cuối chết cách đây 2 tuần đấy chú ạ. Ôi trời ơi, anh Diều ơi, sao lại đau đớn thế hả anh Diều ơi? Anh Diều ơi, anh đừng bỏ chị, bỏ em, bỏ làng, bỏ nước đi anh Diều ơi, anh Diều ơi. Anh Diều ơi. Ôi trời ơi, anh Diều ơi. Em có biết cái gì đâu chị. Này á, anh mà bị làm sao mà tôi kiện chú nha. Anh Diều ơi, anh Diều ơi, đi cho cô này chị ơi. Ôi trời ơi, thế này thì sống mất thôi, chết làm sao được. Chồng tôi mà bị làm sao nhá, tôi bắt đền chú ấy, tôi kiện chú này. Em biết cái gì đâu. Có chuyện gì thế? Ôi trời ơi, chuyện gì thế? Anh Toán ơi, anh cứu em với, em lỡ tay em đấm anh Xỉu phọt lòng ra rồi. Sao mày lại đấm nó phọt lòng ra thế hả? Thì tại vì là lúc nãy sang đây xong chị Tú chị bảo là anh Xỉu đang bị ung thư tóc giai đoạn Z. Em nghe thấy em đau khổ quá, xong rồi em mới lỡ tay em đấm một phát thì anh ấy phọt lòng ra rồi. Tôi không biết, nếu mà chồng tôi làm sao là tôi kiện tôi đi tù đấy. Nào, nhìn chú ấy gầy gò thế này. Thế lòng đâu, lòng đâu? Đây à, lòng đây. Ui giời, nhìn giống nghe chồng lại. Ui, bác Toán ơi, bác xem thế nào giúp em cái chứ em sợ bị đi tù lắm. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Này, mày gọi ngay thằng Khoét đang đây. Ông trẻ gọi Khoét sẽ làm gì đấy? Để phẫu thuật. Chứ định để nó chết ở đây à? Ông trẻ bị làm sao đấy? Cái thằng Khoét nó là bác sĩ thú y mà. Nó mổ người bao giờ ông trẻ gọi. Alo, anh Khoét à? Vâng, anh sang ngay nhà anh Xỉu nhá. Phẫu thuật mổ phanh chuột ạ. Vâng, mang đủ đồ nghề sang. Thế nhá. Này này này, không mổ gì đâu nhá. Úi giời ơi, Tú Vịt này cứu anh với. Gọi thằng gì Khoét sang đây. Anh đau bụng mà nó kiểu gì nó cũng mổ chân anh. Cứu anh chết thôi. Này, tôi không bằng lòng nhá. Này, tôi không bằng lòng. Tôi không ký vào biên bản mổ là không ai được mổ chồng tôi đâu. Mà tôi báo trước ấy, chồng tôi mà bị làm sao tôi bắt đền đấy. Bắt đền đấy. Không mổ đâu. Thế nào? Đây rồi. Làm sao? Ai? Lòng mày thế nào? Đây ạ. Ông Xỉu. Vâng. Vỡ ruột nó hả? Vâng ạ. Đấy, chuyện nhỏ, quá nhỏ luôn. Hôm qua nhá, tôi vừa mới chữa nối ruột cho con lợn nhà bà Mít đầu ngõ kia. Vâng, tốt quá. Tối bên Xỉu này thì lòng làm sao mà lằng nhằng như lòng lợn được. Vâng. Cứ yên tâm. Mổ đi ạ. Tôi mổ. Không, làm sao, không được gì phải mổ. Không thế nào. Chị có muốn chữa khỏi cho anh Xỉu không? Có. Thế thì đi vào trong nhà lấy kim với chỉ ra đây. Nhưng mà em nói trước nha, muốn nối ruột cho anh Xỉu ấy là phải cắt một số thứ đấy. Đúng rồi. Cứ làm thôi. Tú ơi, không mổ đâu. Thế mà không mổ mà đi. Khỏi rồi, không sao. Không mổ thì cứ mổ cho anh đưa đi. Không. Khổ quá. Thế bây giờ là một bên bảo là mổ, một bên bảo là không mổ. Thế rốt cuộc có mổ hay không? Mổ. Không mổ. Mổ. Không mổ. Mổ. Mổ cái tiên sư mày à? Hả? Úi giời ơi, cả tuần nay ông ăn cháo xuông, vừa rồi mới được bắt cháo lòng. Lòng nó chưa trôi xuống dạ dày thì mày đấm một phát phọt lòng bố nó ra rồi còn gì nữa. Mổ cái gì mà mổ? Thế này hả? Khổ quá. Chuyện nó là thế này. Vợ chồng con biết là chú Nhặng sang mời cỗ nên mới giả vờ xảy ra cái câu chuyện này để đỡ phải nhận cỗ. Có thế thôi. Đây lòng là bọn con là ăn cháo lòng thật, chứ có phải lòng của anh Xỉu nhà con đâu. Thế là em hiểu rồi.
Tức là vợ chồng anh Chỉu không làm sao cả. Bây giờ em xin phép mọi người ngồi sang đây. Đấy, để em trình bày tí câu chuyện ạ. Cái gì? Báo cáo, em xin được phép mời bác Toán ạ. Vợ chồng bác Chỉu ạ. Cùng với cả bác sĩ Khoét là coi như là trưa mai sang nhà em dùng bữa. Miễn phí ạ? Sao lại miễn phí? Mai nhà em là tổ chức sinh nhật cho cụ Đại Tam. Cụ mất cách đây 200 năm rồi, nhưng mà nhà em nhớ ngày là vẫn tổ chức. Nhà em là làm 10 mâm. Thế bây giờ các bác đều khỏe mạnh thế này thì mai các bác sang ăn cỗ với nhà em. Đứa nào không sang làm chó. À quên, còn một việc nữa. Trước khi sang các bác nhớ ăn no và cầm theo quà cáp đầy đủ để tránh thiệt hại cho gia chủ. Dạ, em xin được phép hết thông báo tại đây ạ. Cho em về đấy. Mày quá lại đông đủ thế chị. Nói nhanh, chọn vua. Khiếp thế, làm cái gì mà cậu chuẩn bị lâu quá. Đi luôn đi, không lại phải chen chúc nhau đấy. Đây, đây cậu xem này, đây này. Cái này là cái gì cậu biết không? Cái này là để lên bến xuống thuyền. Ôi dồi ôi, nước có đến ngực thì cần gì phải áo phao. Ô hay nhỉ, sao lại không cần áo phao? Tớ có biết bơi đâu. Mà dù nước có đến ngực nhá, thì không đủ để ngáp ngáp à? Đấy, còn cái này là để đề phòng đấy, các cái vụ tranh cướp đến vỡ đầu sứt chán, hiểu không? Đi du lịch làm cái gì đâu mà tranh cướp? Thì tranh cướp về chỗ ăn này, chỗ ngồi này, chỗ xếp hàng này, chỗ nghỉ này, rồi tranh cướp đủ thứ ấy chứ lại... Ơ, sao lại phải tranh nhỉ? Cậu này buồn cười nhỉ? Cậu không biết à? Bây giờ nghỉ hè là người người đổ dồn hết vào các điểm du lịch. Mình không nhanh chân nhanh tay thì có mạn cám à? Ừ, công nhận đấy. Cậu nói tớ mới hình dung ra. Nghe hãi hãi cậu ạ, vỡ đầu là còn là nhẹ. Có khi lại còn bị móc cả mắt nữa chứ chả đùa đâu. Chứ sao, nó sợ lắm. Cho nên cứ phải cẩn thận, quân tử phòng thân. Đấy. À, còn cái này, để đề phòng khi mà bị chặt chém, cậu hiểu không? Lại cụ. Cứ như cụ ấy thì người ta kiếm sống bằng cái gì? Ê, còn cái này này. Cái này mới là độc chiêu này. Đấy. Cậu biết là để làm gì không? Để đề phòng khi mà chen nhau mua vé cáp treo ấy, có bị ngạt thì chỉ việc chụp vào thở thôi, oxy thoải mái. Thôi. Nhìn cậu chuẩn bị như thế này, tớ hết muốn đi rồi. Tớ không đi nữa đâu. Cậu đi một mình đi. Không. Ôi giời ơi. Sao mà hôm nay em đi làm về muộn thế? Gọi điện chả nghe máy gì cả. Lợi đay cả cổ. Tắc đường bà. Bố khỉ chứ. Tôi ở đoạn kia nhìn thấy nhà rồi mà tắc cứng không tài nào về nổi. Ôi giời đất ơi. Lúc bây giờ nhá, tôi muốn vứt bố đưa cái xích lô đi bộ về cho nó nhanh. Đời sao nó khổ thế chứ lị. Bà Tú Việt ạ, tôi tính kỹ rồi. Thôi thì vợ chồng mình cố gắng làm ăn vài năm nữa, xong là về quê hưởng già thôi, chứ ở đây chết sớm. Tôi không biết bao giờ mới bỏ tư tưởng đi. Hở một tí là về quê là về quê. Nó chưa bao giờ tôi thấy ai mà nói là người nhà quê mà xứ không người Hà Nội cả. Ông nghĩ xem, mình ở Hà Nội nhá. Ừ tuy là thế thôi, thế nhưng nó rất là tiện ích. Mở cửa ra một cái là hàng quán, đằng kia là bệnh viện, kia là trường học, kia là khách sạn, muốn gì có đấy. Nè, cái gì không sướng à? Thôi, về quê. Tôi xin bà, khiếp, ở trên đây ấy được hưởng mấy cái lợi ích ấy. Thế nhưng mà chết sớm, bà cứ ra ngoài đường hít bụi mịn như tôi xem. Một hôm ấy có khi đòi về quê sớm ấy chứ. Ai mà chả biết là ông vất vả á. Nhưng mà tôi nói ông nghe, kiểu gì thì kiểu vợ chồng mình vẫn phải bám trụ ở cái đất này. Mình còn phải nghĩ đến đời con, đời cháu của mình nữa chứ. Giời ơi, lúc nào cũng về quê. Ô anh. Này, thời buổi này nhá, chả biết thế nào mà nói trước đâu. Mà tôi nói cho bà nghe nhá, về quê hưởng già nhá, toàn đại gia đấy, chứ chả chơi đâu. Vâng, đại gia. Rồi, thôi đây.
Đại gia ăn đi cho tôi nhờ nha, nguội hết cả rồi. Đợi bao nhiêu lâu cơm canh nấu xong cứ ngồi đợi nhá, bao giờ nhá. Giàu có thật sự cứ cày cuốc đi nhá, trở thành đại gia tha hồ đi về quê nhá. Ông muốn trồng rau nuôi gà ấy, muốn làm gì làm nhá. Vâng, bây giờ con chỉ được móc máy trồng giỏi thì cô lão ăn cắp tràn vào đây. Người gầy mõ là thằng than ăn thịt này. Em uống nước sáng miệng đi em. Vâng, em xin. Chị ơi, bánh trưng của em bao nhiêu tiền em gửi nào? Của em cả nước cả bánh hết 20.000 em ạ. Chị xin cảm ơn nhé. Rồi, cảm ơn bác. Nó thả công nước không uống. Phí quá cái gì sĩ diện. Uống nốt. Chà, quên mất cái xô nước rửa chén đang hứng ở trong kia. Cô hai, sao nước non gì vậy? Hứng ở đầu vòi ra mà lại đen xì xì này nhỉ? Lại còn mùi. Đúng. Thôi thôi, tanh tanh nữa. Này, từ sáng giờ chị có dùng nước không? Nước chị có vấn đề gì không? Chả dùng cái gì đâu, đây mới hứng vào xô nước rửa chén đấy này. Ôi giời, đưa xem nào. Đây. Xem nào. Mày nhìn tao cái mày. Ôi giời, sao mà nước mà đen ngòm thế này hả chị ơi? Hay là nó chơi chị nhỉ? Chơi gì mà chơi. Nước nhà em cũng y hịt nhà chị luôn. Cũng đen ngòm như thế này. Ôi giời ơi. Mà nước non như thế này thì ai mà dám dùng được. Chẳng hiểu là có vấn đề gì nữa. Thôi chết rồi, tao đang nghĩ xem đứa nào nó lại chơi mình. Như hóa ra nước như mày cũng thế thì chắc là ra nguồn nước rồi. Thế nào nhỉ? Thôi bây giờ như này, em với chị đi kiểm tra từng nhà xung quanh xem có cái hiện tượng nước như này không. Chết nha. Đúng rồi, chị đi hướng này đi. Em đi hướng này đi. Đi hỏi xem mấy nhà xem nó thế nào. Đi. Này gì? Bà dạy xem con chó nó lục thủng rác của bà hay sao? Cứ xin 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 không tài nào ngủ được. Cái gì đấy? Chó với mèo nào đây? Em chim, phụ chim đây. Mày làm gì nãy giờ sáng mày không ngủ mày đi đâu đấy? Mày làm cái trò gì mà trông những người ngoài hành tinh thế này? Em mà không sang anh chị chết khát luôn. Vừa có thông tin chính xác về cái vụ ô nhiễm nước ấy, là mấy thằng ấy nó đổ dầu vào đầu nguồn sông. Bây giờ nước ô nhiễm dạng nặng rồi, thuộc dạng diện rộng rồi, còn lâu mới có nước sạch dùng. Em nghe một cái thông tin nữa là có một cái xe nước cứu trợ ấy, nước sạch ấy, về đến đầu làng mình thế này. Dậy nhanh đi mà hứng nước đi. Thế thì chết rồi. Mà thằng nào nó lại chơi ác ôn thế nhỉ? Thế thì ra hứng nước thôi. Nhưng mà nhà mình là có cái gì đâu mà chứa. Từ xưa đến nay không chịu dùng chữ nước bao giờ đâu. Okay, nhìn em bên này. Có xô dùng xô, có chậu dùng chậu, có ấm dùng ấm, có can dùng can. Hả? Gì cái gì ở trong nhà này này mà hứng được nước là mang đi. Tôi hiểu rồi. Nên là không có nước mà dùng đâu. Phải chậu. Thế chứ lại. Anh thì nhớ há mồm rộng ra mà hứng hứng nước. Bố lão ẩn cặp. Chạy cứ như là chạy giặc thế này. Sắp đến cái chỗ lấy nước chưa? Sắp rồi, cái kia. Xe nước nó về tới chỗ nhà văn hóa của xóm mình đấy. Đất trời ơi. Úi giời ơi, thế thì khẩn trương lên. Nhanh lên chứ còn gì nữa. Tự nhiên sống lại cái thời bao cấp thế này. Nhanh quá, bẻ lái đi. Bù cho cái thằng phú chim gấp chen lấn xô đẩy các kiểu, nó kéo cho tụt hết cả quần nhá, nó đổ hết cả nước, không có nước mà dùng. Mà ba vừa bảo kéo dài một tuần đấy. Xin lỗi bà đi nhé. Thế nào? Bà chẳng yêu cái gì cả. Bà tưởng đổ dầu thải vào đầu nguồn ấy mà đơn giản à? Hả? Khi mà dầu nó xuống nước nó lan tỏa ra. Bây giờ ấy, lọc được cái dầu ấy ra khỏi nước ấy, là cả một vấn đề ấy.
một tuần là thế nào? Có khi cả đời không có nước mà dùng ấy chứ đùa đâu. Nhưng mà tôi nói cho ông nghe, cả xã hội người ta bị, cứ phải riêng nhà mình đâu. Chấp nhận thôi mới làm nào. Hồi đấy tôi phải đi xuống tôi đun đống nước rồi, khát khô cả cổ rồi. Ông ơi. Hả? Sao mà nước trong như thế này mùi cứ tanh tanh nhỉ? Tanh lắm ấy. Tanh thế nào? Bố láo ăn cắp thì xe bồn người ta chở đến là nói. Đây cho ngửi đi, tôi nói điêu ông à. Ngửi xem nào. Mũi hít rượu cho nó lắm vào là chả ngửi ra mùi gì, đúng không? Ừ. Tanh không? Ui nhỉ? Sao nhỉ? Có mùi tanh tanh khắm khắm. Eo ơi. Thế là thế nào nhỉ? Chết rồi, đấy. Xe cấp nước cho dân mà cứu dân mà cứu thế này thì chết à. Chen lấn xô đẩy mới được gần này nước, mà chỗ này thì hay là để tôi đi tôi hỏi cho ra nhẽ nhỉ. Ờ, có lẽ đi hỏi đi, chứ cấp nước kiểu này khẩn cấp cứu dân mà lại thế này thì có mà chết à. Hả? Ôi chỗ này ăn không được uống không xong, hay thôi để đây để tắm vậy. Bà bị thần kinh à? Tắm là tắm thế nào? Người tôi nó đẹp như tượng thế này, bây giờ nhá, tắm cái nước này nhá, bên trong này nó có hóa chất, nhớ, nhẹ thì bị ghẻ lở hắc lào, nặng ấy là phát ban rồi ung thư, thế ai chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi hả? Thì bây giờ tôi hỏi ông, bây giờ sách lẽ mẽ như thế về đây rồi đổ đi à? Khổ thế chứ thì khát khô cả cổ mà cũng không có miếng nước mà uống, trong khi đó thì cứ phải nói nhiều với cái mụ này, trông nói nhiều. Để đấy tôi đi hỏi. Tôi đỡ cho. Khổ quá. Ui dồi ôi. Nói đùa thôi. Xót ví quá ông ạ. Tiền đã không có rồi mà cứ phải móc túi ra để mua nước sạch và rửa rau vo gạo này chết. Xót cái con khỉ. May ý là vợ chồng mình ra sớm cho nên có nước mà mua đấy. Mà sao bà nói rằng là cả xã hội người ta bị thế chứ có riêng gì nhà mình à? Tôi nói cho bà Tú Vịt nghe này, đói ăn ấy thì có thể ngắc ngoải được vài hôm, chứ mà đói nước ấy mà chết ngay lập tức. Tôi còn chưa đánh răng rửa mặt đâu, ông phải ngồi đấy mà xà xẻo nói để mấy chả nói móc nói máy. Đi vào mà tắm đi. Mấy ngày hôm nay không tắm mà người thơm nóng rồi, chịu đâu nhá. Ôi ôi. Vâng, bà cứ làm như là bà thơm lắm ấy. Đúng lề. Tú Vịt chê xỉu rằng hôi. Xỉu với trả lời cả họ Tú Vịt thơm. Chả biết thơm hay thối nhá, nhưng mà hôm nay tôi sẽ được trải nghiệm tắm bằng nước tinh khiết. Hoa hậu cũng chỉ đến thế thôi. Nói thật như cuộc đời tôi chưa bao giờ được sang chảnh như thế. Chuyện người thành phố mà lại. Trời vâng. Không phải nghe răng ra mà cười. Nhớ đi tắm nha, xong rồi hứng cái nước thừa của tắm để tôi lau cọ nhà vệ sinh nha. Cái nước gì mà sao toàn rau thế này hả? Thì là nước rửa rau thừa đấy, ông tắm đấy còn gì? Ôi, bố láo ăn cắp chứ lì. Nước rửa rau mà bà cho tôi tắm à? Hả? Chứ nước mà ông tắm xong tôi đem rửa rau có mà ô nhiễm hơn cả dầu thải à? Cái con mụ này, hâm à? Hả? Hâm gì? Bà có biết rằng cái nước rửa rau của bà nhá, nó toàn đất, rồi là sâu. Tôi tắm lên người ấy, nó ghẻ lở hắc lào thì làm thế nào? Ông yên tâm đi, nghiến răng để mua rau hữu cơ, rau sạch rồi. Cho nên về rửa, lấy cái nước rửa đấy tắm thoải mái. Thậm chí là đun nước ăn
được có làm sao đâu. Bà cái bọn nó vừa phải phải thôi. Vợ với chả con bố láo ăn cắp thằng này làm ra tiền nhá. Tắm máu rồi. Uống nước đi. Ôi trời ơi, đông mà nắng thế chị. Đây, ông uống cái này đi cho nó nhanh. Nước non bây giờ lấy đâu ra mà đun mà hãm chè. Chả nhẹ luôn cứ để lên hãm chè quá tội. Uống cái đấy đi. Không biết đến bao giờ mới hết cái tình cảnh này đây. Mẹ bảo, cái xe mà chở nước đến cho mình dùng ấy, nghe bảo ấy, cái xe đấy trước đây là đựng nước để tưới cây đấy. Ôi trời, là bây giờ chả biết tin vào đâu được nữa. Thật đấy, nhà chị nhá, toàn người lớn thì đã đành. Ừ. Nhà ai bây giờ toàn người già với con trẻ, lúc một đau đầu thật. Nước non này chết thì... Ôi giời, xe chở nước đến rồi chị ơi. Tranh thủ đi xếp hàng luôn. Hả? Mình lấy về không uống nhưng mà mình cứ giặt quần áo đỡ tí nào hai tí đấy. Nhìn có vẻ sạch nhỉ. Chắc là người ta cũng thau rửa xe rồi đấy. Cái gì? Hả? Chết cha! Sao? Mày vừa nói thau rửa chị mới nhớ. Sao? Chị đưa ông xỉu hôm nay ông ấy đi thau rửa cái bể ngầm nhà chị. Thả ông ấy xuống đấy chị lại đi mất. Chứ vừa ai đưa thang cho ông ấy lên nhờ. Chị Tú ơi, chị đúng là dâu hiền rể thảo đấy. Nhanh về đi không thì tí nữa lại vớt xác chồng bây giờ. Okay. Em cũng phải đi hứng nước cái chị. Mày mà về kịp đấy chứ không thì đứt. Ôi trời, vợ mà chả con, bố là hoàn cặp thế. Rồi chả hiểu sao đầu óc tôi lại lú lẫn ấy. Tôi quên hẳn ông còn đang dưới bể nước kìa. Trời ơi, nhắc chị đi. Thôi giờ ông uống cái cốc nước lại đi cho nó tỉnh táo đấy nào. Thôi, uống cái nước đấy khác gì nước độc đâu. Còn nước mít gì nữa. Anh ăn nghỉ đi nhá. Nằm nghỉ đi, nghỉ ngơi đi nhá. Tí nữa mà xe nước mà đến ấy thì là ra đấy nhá. Em lấy nước cho, được bao nhiêu thì chia đôi làm hai nhà, được chưa? Thế thì mày giúp anh cái nhá. Dạ, rồi. Anh nghỉ ngơi một tí. Ông đây, ông dọa chết rồi đi ạ. Tự dưng lại trợn trừng trợn trạc, anh sợ thế. Sao lại giật bắn cả người? Ra sân gần trước. Làm gì? Chị em chúng mày không nghe thấy tiếng sấm à? Hả? Có, tiếng sấm cũng nghĩa là chuẩn bị mưa. Mà mưa xuống ấy thì mình mang đồ đạc ra mình hứng nước mưa mình dùng. Các cụ ngày xưa là toàn tích nước mưa dùng dần đấy. Ôi giời ơi, thế bây giờ ông sợ bụi mịn à? Nước mưa từ trên trời rơi xuống nó có bụi mịn chứ còn gì nữa. Bụi thì mình bỏ cái đợt đầu đi, mình hứng cái đợt thứ hai. Này, nước đấy bây giờ mới là nước sạch nhá. Trong vắt, đấy là kinh nghiệm của các cụ đấy. Em phải công nhận ấy, anh xỉu thiếu nước thì thông minh hẳn ra. Đỉnh của đỉnh. Đã, bây giờ em về thông báo tất cả họ nhà em ra hứng luôn. Chứ cả tuần vừa rồi ấy, chưa đánh răng tắm giặt gì cả. Chưa được một giọt nước mà người khô hết luôn. Về đi, đi tổng vệ sinh đi, tổng vệ sinh đi. Tổng này, sao con ngồi ngay mặt ra đấy? Mang đồ đạc ra khẩn trương, nhanh lên.